Hello, xin chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình lọc cổ phiếu đầu mỗi phiên và hôm nay là sáng sớm ngày 25 tháng 10. Chúc anh chị có một ngày mới, một phiên giao dịch thành công nhé. Và trong cái phiên giao dịch ngày hôm qua 24 tháng 10 thì thị trường đã có một kết thúc rất là đẹp, đó là một cây nến xanh và hôm qua thì chúng ta đã thấy được VN Index cũng đã quay trở lại những cái lực cầu vào cuối phiên chiều và giúp cho thị trường lại quay trở lại ở cái ngưỡng đó là 1105 chấm 9 điểm. Và điểm chú ý ngày hôm qua đó là đó là một cái phiên tăng điểm nhưng mà thanh khoản thì cũng khá là yếu và thanh khoản này thì chúng ta đang cảm nhận được trong cả diễn biến của tuần này, thanh khoản gần như sụt giảm đều. Và cái vấn đề về thanh khoản thì có lẽ sự ảnh hưởng lớn nhất đó là trong cái phiên sáng ngày hôm qua khi mà thanh khoản khớp lệnh của phiên sáng nó chỉ được hơn 4.000 tỷ mà thôi. Rồi sang đến phiên chiều thì chúng ta thấy là cái khớp lệnh à, toàn thị trường cũng đã lên đến khoảng được à, 11.000 tỷ Tức là thấp nhất khoảng à, 6 tháng nay Trong lòng nửa năm nay thì cái ngưỡng này là cái ngưỡng rất là thấp à, Tuy nhiên và cũng là cái phiên mà trên HOSE giao dịch dưới 10.000 tỷ 10 tỷ Hôm qua thì à, cũng khá là nhiều anh chị à, thấy phiên sáng khá là ảm đạm Đặc biệt nhất là trong bối cảnh lo lắng về cái hàng phiên chiều ngày hôm qua Bởi vì hôm qua là cái lượng hàng bắt đáy của Hôm 20 tháng 10 về à, Như vậy thì cơ bản thì à, Với cái thanh khoản khá là eo uột Khá là yếu Do vậy nên cái thị trường không có sôi động Nên khiến cho anh chị nhà đầu tư của chúng ta Có nhiều anh chị lo lắng Thì cũng có nhắn tin Thì gần như thế Lên sau đó phải cập nhật ngay Lên đông anh chị khách hàng Đó là Trong cái bối cảnh thị trường Mà thanh khoản yếu Mà giảm điểm như thế này Thì đấy là một trong những cái tín hiệu tốt và tích cực Chứ còn lại mà Nó mà thanh khoản mà lớn nữa Hay là thanh khoản trung bình nữa Thì thôi có khi là toang đó. Nên là với cái những cái tín hiệu đấy thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm được cho thị trường sẽ sớm quay trở lại được một cái nhịp hồi. Và mặc dù thời điểm hiện nay chúng ta có thể chưa chắc chắn cho một cái nhịp hồi uh, mạnh mẽ nhưng mà cơ bản là cái tỷ lệ uh, hồi phục từ 80 đến 90% của thị trường là hiện nay đang hiện hữu đang hiện hữu ở trên thị trường. Và đặc biệt nhất đó là với cái việc mà tăng lên à, trong hồi phục trong nghi ngờ như hiện nay lại chính là những cái thời điểm mà có thể mở ra cho chúng ta những cái cơ hội khá là tốt. Trong ngày hôm qua thì hàng lượng hàng bắt đáy của ngày 20 tháng 10 à, mà đã khuyến nghị các anh chị nhà đầu tư ITP khuyến nghị anh chị thì cũng về đều có lợi nhuận thì duy nhất cổ phiếu là Thế giới di động thì chúng ta bị âm nhẹ khoảng tầm 1% thôi. À thì thôi, à, nếu mà các anh chị nào chưa có hàng thì À, nhập hàng tiếp thôi anh chị nhá và ngày hôm nay thì chúng ta cũng thấy là những cái thông tin khá là tốt như ngày hôm qua thủ tướng phạm minh chính cũng đã ký công điện số 993 à, ngày 24 tháng 10 về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn lành mạnh bền vững góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thì trong những cái nội dung này thì đấy là một trong những cái sẽ giúp cho cái kỳ vọng kỳ vọng nha thị trường chứng khoán đó là thị trường kỳ vọng mà thì khi có những cái thông tin đấy thì sẽ giúp cho cái sự à, à, tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường sẽ yên tâm hơn các chị nha. Ok thì à, bây giờ trong cái chương trình ngày hôm nay thì Thái Lê sẽ đi cùng với các chị nhận định về thị trường cũng như là tìm kiếm tiếp cục các cái cơ hội đầu tư trong cái ngày hôm nay và hy vọng các chị trong quá trình theo dõi hãy ấn like, ấn subscribe ủng hộ cho kênh youtube của ITB cũng như hãy thả giúp cho Thái Lê một cái quả tim màu tím ở dưới phần bình luận để ủng hộ tinh thần cũng như giúp cho video lan tỏa hơn các chị nha. Rồi quay về cái diễn biến của thị trường này thì hiện nay chúng ta đang tiếp cận gần tới hơn với cái việc là tách kiếm. Như vậy là cái lo lắng nhất đó là những cái phiên đầu tuần có thể thị trường lại sớm bị xả. Nhưng mà cái việc mà đi ngang như thế này thì cái việc hồi phục sắp tới ở đây nó sẽ ổn định hơn và không phải là chỉ hồi phục. Chúng ta có thể lo lắng là đến ngày thứ năm hay là thứ sáu nữa mà kiểu như thế này thị trường của chúng ta có thể hồi phục duy trì đến cả sang tuần các anh chị nhá. Hồi phục sang cả sang tuần. Đó, với cái cái phong cách cứ đi chậm rãi chậm rãi thu hút như thế này. Và quan điểm của Thái Lê trên cái đồ thị giờ hiện nay thì chúng ta đang thấy là thị trường cũng đang có những cái sự test lại tay can gion và bắt đầu bền vững đi lên. Đấy là một trong những tín hiệu khá là tốt ngày hôm qua Thái Lê còn cập nhật ở trên Facebook này. Ờ à đây uh, <laughs> đấy cái chị uh, có thể mở lên các chị có thể thảo luận nha uh, thì ngày hôm qua mình còn đưa ra cái uh, view vào cái phiên chiều khi mà cái những cái diễn biến nó đã khá là tốt rồi Quan điểm của Thái Lê ngày hôm qua là thị trường chỉ cần đóng cửa trên cái vùng 1098 thôi. Hôm qua chỉ cần đóng cửa trên 1098 thì nó lại đóng lên đến 1005 đó. Thì gần như là những cái phiên mà đặc trưng của của thời gian vừa rồi như là phiên 20 tháng 10, phiên ngày thứ ba thì đều là cái kỳ vọng của Thái Lê như 20 tháng 10 Thái Lê chỉ cần quan tâm thị trường tăng lên ở cái vùng 1 1095 trên 1095 thôi thì nó leo lên đến tận 1108. Rồi như ngày hôm qua mình thì kỳ vọng là nó vượt lên ở cái vùng 1098 thì nó leo lên tận mà 1005. Do vậy nên là cái việc thị trường của chúng ta so trên cái góc nhìn của kỹ thuật thì hiện nay những cái phiên mà tín hiệu đảo chiều đều đang có những cái tín hiệu tích cực hơn, à, đang có những cái tín hiệu xác nhận ổn định. Do vậy nên là các anh chị cứ yên tâm ở trong mọi cái nhịp thời điểm hiện nay chúng ta à, kỳ vọng cho một cái nhịp hồi phục và trước mắt thì Thái Lê đánh giá là thị trường sẽ hồi lên ở cái vùng 1115 và 1115 sẽ là một cái vùng mà thị trường sẽ hơi có cái sự rung lắc và đi ngang. Sau cái sự rung lắc đi ngang này thì tiếp tục nó sẽ quay lên ở cái vùng 1136. Và 1136 cũng là sẽ là một cái điểm mà đánh dấu là xem là cái dòng tiền có có hay không. Từ mà cái vùng thời điểm hiện nay cho đến 1136 mà thanh khoản dòng tiền mà không có cải thiện là ok đến 1136 là chúng ta lại tạm thời phải chia tay nhau cho đến đấy là các chị lại cảm thấy lại tăng lên trong nghi ngờ để nhảy vào đúng cái đoạn đấy thì đúng ôi giời ôi luôn này nha các chị nha. Chúng ta sẽ nhớ chú ý như thế, à bởi vì cái hành trình bắt đáy không phải là các chị cứ yên tâm bắt trong đáy rồi yên tâm đi ngủ được. quan trọng nhất là đáy đấy có đã đúng là đáy hay chưa hay là còn đáy mới nữa. mà muốn biết là được đáy mới hay không nữa thì nó phụ thuộc vào cái cung cầu, cái cung cầu à, đặc biệt là cái lực cầu tham gia vào nó có phải là lực cầu mới hay không, nó quay lực cầu của dòng tiền cũ quay trở lại thị trường hay không thì đấy là một số trong những cái điểm mà chúng ta lưu ý hiện nay. Ok, <laughs> rồi bây giờ thì không lan man nữa đi vào có cổ phiếu nào hôm nay kinh doanh hay không à, Sáng hôm nay thì Thái Lê cũng nãy quên mất, chưa ấn cái bộ lọc rồi Các chị trong quá trình theo dõi có thể comment uh, uh, về các cái cổ phiếu các anh chị đang quan tâm ở ngay ở trên uh, dưới video này Thì Thái Lê sẽ uh, trả lời các anh chị nha Rồi trong cái quá trình uh, chờ cái bộ lọc này À, đặc biệt nhất là những anh chị chúng ta đang là khách hàng của ITP, các anh chị à, đang là khách hàng hay học viên mới và các anh chị là những người à, ở tại Sài Gòn á, các anh chị lưu ý là ngày 11, 11 tháng 11 tới đây có một chương trình đào tạo cực kỳ hấp dẫn à, đến như Thái Lê cũng à cố gắng là không không thể tham gia được hết toàn bộ cái các cái buổi này nhưng mà cũng sẽ sắp xếp làm sao học được vài phần ở trong cái chương trình khóa học phân tích kỹ, kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao của các chuyên gia. Nha, trong này thì có cái sự xuất hiện của những uh, chuyên gia như anh uh, Diệp Quốc Khang này, anh uh, là một thành viên trong hiệp hội phân tích kỹ thuật của Hoa Kỳ, rồi anh Bùi Việt Cường với hơn 20 năm kinh nghiệm mà uh, nghiên cứu và ứng dụng phân tích kỹ thuật tại thị trường chứng khoán Việt Nam. À, thứ ba anh chị phát thì mọi người biết rồi à, thì đây là một trong những cái chương trình mà cực kỳ hấp dẫn và có lẽ là những cái chương trình mà những người có chứng chứng chỉ chuyên môn cao nhất uh, hỗ trợ đào tạo cho các anh chị thì chương trình này hoàn toàn offline ở tại uh, sài gòn các anh chị có nhu cầu hãy liên hệ sớm để đặt chỗ bởi vì đây là chương trình offline nên là cái số uh, cái số lượng là sẽ có giới hạn anh chị nhá số lượng là có giới hạn uh, và đây là một cái chương trình đào tạo vào các cuối tuần thì các anh chị có thể liên hệ về Mỹ Nữ để tham gia cái chương trình này, ok không ạ? rồi ngoài ra nữa với những anh chị và các bạn mà có những cái yêu thích về 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 về, về công việc uh, Ichimoku thì chúng ta sẽ có thể kết nối lớp này à, từ từ các anh chị nha. sau <laughs> khi mà đang chạy lọc cổ phiếu nên mình tranh thủ uh, share một số cái nội dung của ITV và cũng có thể là nhiều anh chị chúng ta không theo dõi livestream của anh Trịnh Phát thì anh chị không nắm được cái nội dung này thì hy vọng các chị mà có nhu cầu các chị có thể là tham gia các chị chờ em tí để em nói nốt à, em ấn luôn cái bộ lọc này cái đó Đấy, mỗi lần Mỗi lần Thái Lê nhớ là Thái Lê ấn trước khi uh, thực hiện chương trình thì sẽ đỡ mất thời gian của anh chị. <laughs> Đây là một uh, chương trình uh, mà học đào tạo offline có sự uh, đào tạo Ichimoku trực tiếp của anh Trịnh Phát và chương trình sẽ bắt đầu từ đầu năm 2024 và chương trình là hướng tới việc là đi đến các tỉnh thành à, anh anh Phát uh, chia sẻ anh Phát sẽ thực hiện một cái sứ mệnh đó là phổ cập Ichimoku trên cả nước. Do vậy nên là từ đầu năm 2024 thì anh Phát sẽ bắt đầu là đi uh, các tỉnh theo cái lời uh, lời đăng ký và ghi danh của các anh chị ở uh, trên các cả, các tỉnh thành cả nước về uh, cái chương trình mà tham gia lớp Ichy này và khi mà tham gia cái chương trình này thì các anh chị sẽ có những cái lựa chọn. Thứ nhất đó là các anh chị học Ichimoku để tự kinh doanh cổ phiếu, để tự kinh doanh cổ phiếu và khi đấy các anh chị chúng ta sẽ có một uh, group ở trong uh, trên uh, một nhóm đó là nhóm VNTA tức là và Ph phân tích kỹ thuật Việt Nam á và thứ hai nữa đối tượng à, lớp này đó chính là những anh chị những bạn có nhu cầu tham gia vào Ichimoku à, hoạt động cùng với đội ngũ ITP và những anh chị uh, chúng ta có con, có cháu hay là có các em mà muốn là uh, tham gia vào cái đội ngũ của IDP như hiện nay thì đây cũng là một trong những cái chương trình anh chị có thể apply để tham gia thực hiện. Uh, đây là một cái chương trình đào tạo có phí và cái phí này thì sẽ được thông báo cụ thể ở tại mỗi tỉnh thành phụ thuộc vào số lượng người đăng ký, phụ thuộc vào thời điểm các uh, anh chị nha uh, chắc uh, trên dưới khoảng 10 triệu uh, hoặc là hơn 10 triệu nó phụ thuộc vào số lượng người anh chị đăng ký nữa các anh chị có thể đọc cái chi tiết này và khi mà tham gia vào cái chương trình của đội ngũ ITP thì các anh chị có thể trở thành môi giới của ITP hoặc là các anh chị sẽ trở thành những trader của ITP như là thực hiện các cái hoạt động về fan và ủy thác à, còn lại môi giới thì các anh chị biết rồi đó là phát triển các cái hoạt động mạng xã hội cũng như là khách hàng ok không ạ à, thì à, đây là giới thiệu qua để các anh chị nắm được nha các anh chị có thể đăng ký qua link đây có một cái link này à, các anh chị có thể vào vào cái facebook của thái lê để có cái đường đường link đăng ký hoặc là à, các anh chị có thể tìm một cái video ở trên kênh ichimoku trịnh phát có cái video có cái thumbnail này này cơ hội gia nhập của itb các anh chị sẽ hiểu rõ hơn cái nội dung này ok không ạ rồi các anh chị nào còn uh, có những cái băn khoăn uh, có thể uh, liên hệ trực tiếp uh, các anh chị nha các anh chị có thể liên hệ trực tiếp hoặc gọi trực tiếp cho cho lệ để về 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 cái nội dung mà nếu mà thằng muốn tham gia những cái chương trình offline như vậy đầu 2024 anh chị nha rồi theo anh chị thì ngày hôm nay chúng ta có bao nhiêu cổ phiếu có thể lọc được ra à, có tín hiệu mua kết hợp cả máy cả cơm anh chị dự đoán xem hôm nay là hàng của 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 thứ sáu về rồi do vậy nên là ngày hôm qua thì thái lê sẽ dừng lại cái việc là mua Chứ ngày hôm nay là bắt đầu thái lê lại ờ, có thể khuyến nghị các anh chị là tham gia vào trở lại thêm một số mã cổ phiếu có thể gia tăng cũng có thể là các anh chị có thể tham gia vào một số cổ phiếu mới Đấy. cái gì cũng thế chúng ta cần phải có một cái sự an toàn trong đầu tư nhưng mà bộ lọc thì hôm nay ít mã lắm ồ lạ nhờ hôm nay có tí xíu mã biết có, có có cái mã gì không? CTD này, trời ơi CTD đúng là một cổ phiếu uh, hôm qua khủng khiếp thật. Và đối với CTD thì Thái Lê thấy ngày hôm nay mà test lại ở 51.5. Uh, chấm, chấm ok, 51.5 là nhắm mắt múc các anh chị nha CTD. Không biết là hôm nay nó có có đỏ cho tí không? Đỏ là các anh chị múc à, múc vào luôn đối với CTD. Hơi bị xịn đó đạm cà mau đạm cà mau ngày hôm qua nó rướn ở đây rồi mình cũng lăn tan lăn tan mình là cà mau mình thích à mình phải múc ở cái tầm 30 mươi cô nhưng mà hôm qua đạp thế này là cũng hơi yếu ha nhưng mà kiểu này là vẫn có thể đạp đấy nên thái lê vẫn sẽ để ở cái mức của đạm cà mau là 30 ở đây để khi các chị thấy được nếu ngày hôm nay mà nó đạp mạnh như đạm cà mau nó chỉ cần đạp mạnh khoảng tầm năm thôi là về quanh 30 mươi rồi các chị có thể thể tham gia mua được vào giải ngân được vào rồi rồi mã này cẩn thận cái chuyện này chỉnh này nhưng mà chỉnh là để múc đấy phân bón BFC ôi BFC hôm qua cũng tăng ác nhỉ ôi thế chứng tỏ nhóm phân bón hôm qua có sự vụ gì hấp dẫn nè à? mà nó lại tốt thế nhỉ rồi BFF hôm qua cũng lòi được qua cái đám mây quan trọng đạm cà mau lại ra trở lại tín hiệu nữa này phát à phát thì thanh khoản theo ít thế nhỉ thôi thanh khoản thấp làm gì đúng không pdr cũng tốt này ok pdr dành cho hôm qua cái tín hiệu bất động sản thì tốt nên là cũng giúp cho cổ phiếu này có khá nhiều cái kỳ vọng ok đây bộ lọc này bộ lọc của ngày hôm qua rồi bộ lọc ngày hôm qua hôm nay chúng ta có mỗi ba cái t1 t2 t3 thôi À, OK, thì à, ngày hôm nay chúng ta đã có hai cổ phiếu. Nãy có anh chị nào chúng ta đoán hai cổ phiếu không? Thế thôi nhỉ, à, làm nhiều mã quá, xoay kịp. Đúng không kịp. Nhiều mã quá, xoay xoay không kịp. Đấy. Cuối tuần vừa rồi thì chúng ta cũng đã hốt được một số mã khá là tốt như VGC đúng không? VGC có thể nói là trong cái danh mục mà khuyến nghị 20 tháng 10 thì trên cái chương trình lọc cổ phiếu này ra cái mã gọi là xịn sò nhất đúng không xịn sò nhất luôn anh chị đấy. và đã hôm đấy là nó về đến tận 46 10% T3 T T T, t, t 2,5 thì cổ phiếu này hôm qua thì thái lê cũng cập nhật các anh chị khách hàng là thôi giữ giữ đấy, kể cả thế giới di động về hơi âm nhưng mà nhìn tất cả những cái tín hiệu là đều có cái sự ổn định nên Thái Lê vẫn quyết định giữ ngay cả anh chị nếu mà kết hợp mà anh chị mà thích thế giới di động ngày hôm sáng hôm nay vẫn có thể múc được anh chị nha Ok như vậy thì đấy là toàn bộ về cái chương trình lọc cổ phiếu với đầu phiên sáng ngày 25 tháng 10 Chúc quý anh chị chúng ta có một ngày mới giao dịch thành công và nhiều niềm vui nha và các anh chị đừng quên là ấn like, ấn subscribe ủng hộ cho Thái Lê cũng như đội ngũ của ITV. thả giúp cho Thái Lê những cái quả tim ở dưới cái phần bình luận này. Và các anh chị có những câu hỏi cần tham gia vào các room tư vấn thì đừng ngại hãy liên hệ nhanh với cái số điện thoại của Thái Lê. Thì các anh chị cố gắng là các cái tư vấn về danh mục cơ cấu thì các anh chị nhắn cho Thái Lê ở trong cái phiên giao dịch. Bởi vì phiên giao dịch thì thường Thái Lê sẽ online trực tiếp lên rất là nhiều. Rất là cảm ơn các anh chị nha. Chúc các anh chị đầu tư thành công.